đối đầu với Vinh. Ồ, cả hai người đi dùng xoài. Hai người đi dùng xoài. Yêu, cả hai cùng làm xoài hả? Xoài battle. Ê, hai anh em đang lấy đôi. Ê, vậy mà như vậy vậy nó mới quyết định nha. Vậy nó mới hay á. Chính xác, hai người cùng một nguyên liệu, ai sẽ ngon hơn đây? Thực sự, có thể hai người muốn đấu với nhau luôn bằng cái nguyên một nguyên liệu đó tạo ra món ăn. Cắt giống nhau, vị cắt giống nhau luôn. Đúng. Quyết định giữa cái vị và cái sự sáng tạo của ai mà cuối cùng ra một cái dĩa như là nó bất ngờ. Đúng. Người chiến thắng lúc có quyết định chưa? Có. Tôi có quyết định rồi. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Xin cảm ơn nhà tài trợ Chinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Người để đối đầu trong phần thi Cook Off, một trong hai thành viên của bạn. Ta phải suy nghĩ kỹ nha. Vinh với tôi thì cũng chung team được 2-3 lần rồi. Vào tới cái vòng này thì tôi muốn đối đầu với Vinh. Bạn sợ ai nhất ở đây? Dạ, người sợ nhất đang đứng kế bên em. Dạ. Ok, kỹ năng của Vinh thì tốt. Vinh rất là nhanh, biết lắng nghe và cứ chia sẻ. Chơi gì chơi hết mình luôn nhanh. Bình thường hết mình nha. Anh lo tụi em rồi, anh già hơn mà anh quá hiểu. Top Chef là một môi trường rất là khắc nghiệt. Xin chúc mừng hai đầu bếp Chí Tâm và Trường Vinh đã xuất sắc chiến thắng trong thử thách món ăn đường phố cao cấp. Tôi thấy ngay cả những người chuyên môn và thi đấu rất là tốt như sếp Chí Tâm hay là sếp Vinh, họ vẫn có thể một giây phút nào đó bất cẩn làm cho mình rơi vào vòng nguy hiểm. Chúng tôi vừa là một team rất là ăn ý, rất là gắn kết với nhau. Trong một khoảng cách nào đó là chúng tôi lại quay lại đối đầu. Khoảng khắc đó thì rất là cảm xúc và cảm thấy thời gian nó rất là dài. Hôm nay Vi đã làm rất là tốt trong công việc của mình rồi. Tôi chọn Vinh. Ok. Xin mời Vi lên đây. Một món ăn với cá khô. Quá. Sức trẻ với lại kinh nghiệm sẽ đấu với nhau ở trận này. Trong thời gian 30 phút và thời gian của các bạn bắt đầu. 30 phút, go. Anh Tâm thì anh sẽ sử dụng những cái nguyên liệu đó nhiều hơn. Anh Tâm có một xíu lợi thế. Cái này gần như sở trường của anh không? Vinh là sở trường Âu, làm những cái kỹ thuật nhiều, ít khi nào sử dụng bánh cá khô. Vi cảm thấy lo lắng không? Đội của em hôm nay đã rất là cố gắng rồi. Cả ba lại lên ý tưởng rồi mà cùng nhau làm rồi. Nhưng mà hai đồng đội của mình bây giờ đang phải đối đầu với nhau. Nếu một trong hai người mà hôm nay phải dừng cuộc chơi đó thì em cảm thấy rất là buồn. Tại vì đây là cuộc thi đi à, chỉ còn một sơ suất nhỏ thôi là các bạn cũng đã có thể gói dao ra về. Thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải đối đầu và cần phải nhìn tất cả vào sự thật. Anh Tâm ơi, Vinh ơi, còn 20 phút nữa nha, cố lên nha. Vinh ơi, tìm gì đấy? Dưới học đây này, chỗ anh Tâm đứng. Hai người đồng đội của mình đều là ngang tài ngang sức. Cảm giác của Vi bây giờ đang rất là lo lắng cho hai đồng đội của mình. Vinh đang đi lượm nguyên liệu. Vinh đang sáng tạo. Đang nhảy số. Anh bếp rồi. Anh Tâm mở bếp anh rồi. Tôi biết được, Vinh nó phải cách tạo ra nhiều cái cũng cậu thích. Ông Hoàng rau câu hôm nay sẽ tạo ra một món là rau câu cá khô. Rau câu cá khô. Ông Hoàng rau câu mà kem cá khô cũng kem có. Cá khô. Cũng có, có kem cá khô. Có khi nào Vinh làm kem cá khô? Kem cá khô, chả giò cá khô. Nghỉ việc tập này luôn. Đây là 30 phút dài nhất đối với Vi. Mọi người ơi, còn 9 phút nữa nha. Nhớ lần trước anh Long bị gì không? Cục heo mà làm có 15 phút. Đúng rồi. Làm bây giám khảo sẽ không đánh giá. Bây giờ mình phải sử dụng con cá khô đó, mình làm trong vòng 30 phút. Để tạo phải đủ 30 phút. Đúng. Ồ, cả hai người đi dùng xoài. Hai người đi dùng xoài. Yêu, cả hai cùng làm xoài hả? Xoài battle. Ê, hai anh em đang lấy đôi. Ê, vậy mà như vậy vị nó mới quyết định nha. Vậy nó mới hay á. Chính xác, hai người cùng một nguyên liệu, ai sẽ ngon hơn đây? Thực sự, có thể hai người muốn đấu với nhau luôn bằng cái nguyên một nguyên liệu đó tạo ra món ăn. Cắt giống nhau. Cắt giống nhau luôn. Đúng. Quyết định giữa cái vị và cái sự sáng tạo của ai mà cuối cùng ra một cái dĩa là nó bất ngờ. Đúng. Muốn đối đầu với mình. Phúc Pizza, nội thất thiết kế, tô điểm cho thế giới bên trong ngôi nhà bạn.
các cô này mình có thể làm một kiểu khác. Sếp ơi, gago là món của em. Rồi, xanh xa rồi, dính xanh xa. Xanh xa. Cắt hạt lựu rồi. Xanh xa cá khô. Làm xanh xa hả? Anh Tâm làm gỏi Việt Nam. Anh Tâm sẽ làm truyền thống Việt Nam. Chef Tâm và Chef Vinh, chef còn 5 phút nữa thôi. Anh Tâm đang thiếu cái gì giòn giòn, thiếu cái gì béo béo. Cẩn thận, cái bánh tráng nó hay bị dính. Để một bên là đúng. Đúng rồi. Cũng khó khăn quá ha, đơn giản rồi. Chắc Tâm lo lắng, thương quá. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Xin cảm ơn nhà tài trợ Chinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Cá khô rim giấm đường ăn kèm với lại xoài và dưa leo. Con có món cá khô nhưng mà hôm nay con đặc biệt biến tấu nó thành một cái ceviche. Con dựa trên nền ẩm thực của Mexico kết hợp với ẩm thực của Việt Nam. Và mình ăn kèm với lại phần bánh tráng phía bên trên. Cảm ơn chị. Dễ dạo quá. Tôi ném qua hai món, tôi thấy ổn. Well, chef, the challenge was 30 minutes. It doesn't mean cook the fastest, most simple dish. It means think about how I can create a lovely dish in 30 minutes. Vậy thì người chiến thắng lúc có quyết định chưa? Có. Tôi có quyết định rồi. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. Thôi. Người chiến thắng là Vin. Vin. Congratulations. Chúc mừng Vin. Sự chiến thắng ngày hôm nay của mình thì lại chắc là do Chef Tâm nhường cho mình. Anh ấy giống như một người anh cả, rất là vĩ đại, làm tất cả vì đồng đội. Những lỗi sai đều nhận về mình hết. Chef ấy trao lại cái phần an toàn cho mình. Chef Tâm rất xứng đáng là một người đàn anh. Tôi là đội trưởng, tôi có trách nhiệm với team của mình. Cái sai sót trong quá trình phục vụ tôi nhận trách nhiệm. Tôi cảm thấy rất là buồn, rất là tiếc cho anh Chí Tâm. Tại vì trong suốt quá trình thi đấu, anh Chí Tâm là một người rất là thân thiện, rất là quan tâm mọi người. Đặc biệt chúng tôi, tất cả các sếp cùng thi đấu ở đây, mỗi người cần cái gì thì anh có thể hỗ trợ mọi người rất là tốt. Và cũng rất là cảm ơn Tâm. Thật sự Tâm là một người có kinh nghiệm về nấu ăn. Chúng ta đã nấu Việt Nam rất ngon rồi, nhưng mà thế giới cần cái ngon hơn. Chef Tâm, thank you for sharing your hometown of Phan Thiết. You're a great leader, you're a great chef. But the one thing that let you down was what I've always said. You need to think out of the box more. Người phải gói dao ra về ngày hôm nay đó là Chef Tâm. Và chúc cho Chef Tâm có một cái hành trình trong công việc cũng như tương lai sắp tới. Cảm ơn. Dạ cảm ơn ạ. Dạ em cũng cảm ơn ban giám khảo, ban tổ chức đã tạo một cái sân chơi cho các đầu bếp để nhìn được mình đang đứng ở đâu và thoát ra được những cái hộp mà mình đang bị che. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn. Chef Tâm, theo Chef Tâm, người chiến thắng cũ Top Chef mùa 3 là sẽ là ai? Chúc. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn Chef. Jacob Creek hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam.